Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh Tổng hợp Đời Sống nha. Em mình đang cho trâu ăn cỏ. Mình mới rửa chuồng xong cả nhà. Mới vừa rửa xong cái nó ỉa trong đống nữa kìa. Chuồng mát cái nó xung nó chạy quá trời nó chạy vậy. Đây là mô hình nuôi trâu sinh sản nhà của mình nè cả nhà. Chung thì trâu nhà mình thì cho ăn cỏ rồi cả nhà ơi, không có cho uống cám. Sùng cái ghê rồi. Đực ngóc đầu nha các bạn. Đực cao ghê không? Mấy ngán mình nó lóc chóc nghe cả nhà, giỡn tối ngày vậy. Đó, các bạn thấy mô hình nuôi trâu sinh sản của mình ok không các bạn? Hờ quá cái đống đó mới được. Lầy quá trời lầy, dí che. Trâu mình nó bị mấy con gặn cắn cả nhà. Bị gặn cắn, cắn bấy cái lưng hết trơn. Chung là trâu cái miền Tây là nó cao lắm nha anh em, to cao lắm nha anh em. Mình sẽ đi vô mình quay cho mọi người xem. Đang đực của mình nữa các bạn, mới rửa mình sơ sơ qua cho nó. Mấy con gần nó cắn bấy lưng cho mình hết rồi nữa rồi. Ở trong đây nó hơi phức nắng nha mọi người. Nó hơi phức cái nắng cho nên cái chuồng nó hơi tối. Ê, nó nằm đổ cỏ lum hết trơn. Mọi người xem video trên 5 phút, mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ kênh mình nha mọi người. Đó, trâu của mình nó đang ăn đó cả nhà. Trời ơi, con ngá đang nhảy lên cổng luôn kìa, nhảy vô cái máng luôn kìa. Quá thì ghê. Để chút nữa mình kêu thằng em mình nó hốt cái đống cỏ này vô dục tụi chồng. Trâu cái mình này cắn chữa nè các bạn, mang trâu mình cắn chữa hết rồi.
Đó. Thì nuôi trâu sinh sản thì cái mùa này thì trâu nó hơi gầy nha mọi người. Tại vì trâu của mình nó chỉ cho ăn cơm với ăn lục bình với ăn cỏ thôi. Tầm khoảng cái tháng 2 á, tháng 3, tháng 4 á, thì ở khu mình mới có cỏ nha cả nhà. Thì có cỏ rồi bắt đầu mình mới đi thả đó. Thì ở dưới thì hiện tại bây giờ là lúa chưa có mà chỗ bông nữa các bạn. Tầm khoảng 2 tháng, 2 tháng rưỡi nữa là bắt đầu mới sẽ cắt lúa. Thì cắt lúa xong thì bắt đầu mình sẽ đi thả. Mình đi thả trâu mình sẽ đi ra đồng á, mình sẽ quay thì những cảnh quay nó sẽ đẹp hơn. Tại vì mùa này là không có cỏ cho nên mình không có đi quay nha. Mình chỉ quay ở trong chuồng tạm thời cho cả nhà xem thôi. Cho nên mọi người xem video, mọi người xem hết video và ủng hộ cho mình. Và ấn chuông để theo dõi những cái video hay nhất từ kênh đời sống của mình nha cả nhà. Đây lạc bình, xe lạc bình vô đó các bạn. Đó, bữa nay mình quay cận cảnh cho mọi người xem luôn nha. Má nó xé ra ngoài hết trơn đều rồi đó. Hôm nay mình không có đi làm cho nên mình xuống đây mình thăm trâu. Chứ thường thường là không có vô tháng giêng các bạn, không có vô dí á, dí bà ở núi Sam á. Thì mình đi cắt cỏ cho trâu. Còn vô mấy tháng này thì mình đi tiếp chị mình này, mình không có đi cắt cỏ được. Tụi nó là ăn say mê hết rồi các bạn. Cho mình không? Phải mình đi ra đồng mình thả, mình sẽ quay video dài dài cho mọi người xem. Cho nên mình không có đi thả, nuôi nhốt chuồng ít có quay lắm. Lâu lâu cái mình quay một lần, lâu lâu cái mình quay một lần cho cả nhà xem. Đây là con đực ngá của mình nè các bạn, đực hai răng nè các bạn. Mùa này là mùa khô nha, mùa này mùa khô, mùa nắng, thiếu cỏ. Trâu mình nó ăn thôi. Chung là trâu cái miền Tây nữa. Con nào con ấy nó cũng to cao hết các bạn. Kể cả trâu đực miền Tây cũng vậy nữa. Nó to nó cao lắm. Thì trâu đực miền Bắc thì nó lùn. Miền Tây mình ít có nuôi trâu chọi nha các bạn. Chỉ nuôi trâu sinh sản thôi. Sinh sản với nuôi cày nuôi kéo thôi.
chứ mấy con trâu được như mình mà người ta nuôi lên hết cổ á, nhìn nó sẽ khủng nha anh em. Trâu miền Tây mình nó đụng cũng dữ lắm nha anh em, nó gan lì lắm á, chứ nó không có nhát đâu. Đúng trâu miền Tây là nó gan lắm nha các bạn. Nhưng mà đặc biệt là trâu miền Tây là sừng rất là đẹp nha anh em. Bởi vậy miền Bắc á, là người ta xuống miền quê mình, người ta sẽ lựa những con trâu cái sừng đẹp tròn, người ta sẽ cho nó ra cái giống, người ta sẽ lai giống với con trâu đực nhà của người ta để mà lấy ra một cái sản phẩm đẹp để mà đem ra chọi. Các bạn thấy con trâu cái nào sừng nó bầu tròn đó, bầu tròn sừng rất là đẹp luôn anh em. Còn đây là con trâu đực, nó là đực ngé nè, đực này nó nhây á, nó giỡn tối ngày à. Thôi mình tạm ngưng video nha cả nhà. Cả nhà xem video nhớ đăng ký kênh Tổng hợp Đời Sống của mình nha. Và đừng quên ấn chuông, ấn chuông để mà theo dõi nhiều video mới nhất, hay nhất từ kênh Đời Sống của mình. Ok, thôi bây giờ mình sẽ đi về mình tắm rửa nha các bạn. Mình với em mình đi về. Đó. Tạm biệt tất cả mọi người.